Kính chào quý vị, hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung sau đây. Tổng công ty Vitlacera đã chính thức chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 448 triệu cổ phiếu VGC. Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là gần 4.500 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019, VGC đạt doanh thu gần 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận gần 180 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. VGC là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, còn được biết đến đầu tư kinh doanh bất động sản.